Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ đi đến phần so sánh hai hệ điều hành, có thể nói là hai điều hành cuối cùng mà Seven X chưa từng thực hiện, đó chính là Android và hệ điều hành Windows Phone 8. Trước khi sự ra mắt của BlackBerry 10 thì đây sẽ là những hệ điều hành đang phổ biến nhất trên thị trường, và mình hy vọng là sau video này tương lai mình sẽ còn tiếp tục so sánh hệ điều hành mới chuẩn bị xuất hiện đến từ BlackBerry. Ở đây mình sẽ lấy hai đại diện là chiếc Nexus 4 và chiếc Lumia 820. Chúng ta sẽ so sánh về những giao diện người dùng và ứng dụng ở rất nhiều tính năng khác. Đầu tiên thì ta sẽ cùng nói đến màn hình khóa lock screen của hai chiếc máy này. Các bạn có thấy đây là màn hình khóa của Windows Phone 8 và đây là màn hình khóa của chiếc Nexus 4 chạy giao diện thuần Android. Với Windows Phone 8 thì nó cho phép chúng ta đổi lên hình nền và đặt một số ứng dụng có thể chạy thay cho màn hình khóa, ví dụ như là Facebook hoặc là ứng dụng tin tức hoặc hình ảnh vân vân, thì nó sẽ thay đổi màn hình khóa liên tục. Như vậy màn hình khóa các bạn có thể cập nhật thông tin liên tiếp. Với Android thì nó hoàn toàn có khả năng làm tương tự. Trên Android 4.2 của chiếc Nexus 4 này, chúng ta có tính năng là có thể đặt được các widget trên màn hình khóa. Như vậy thì các thông tin các bạn cũng có thể cập nhật liên tục mà không cần phải mở máy lên. Đây, các bạn thì kéo sang bên trái để thêm các widget thông tin vào đây mà mình mong muốn, thậm chí là cái email. Màn hình khóa của Android đây có thể truy cập nhanh, ví dụ như là truy cập camera khi các bạn vượt qua hoặc là một số tính năng khác. Trên Android có vô số ứng dụng các bạn có thể tùy biến màn hình khóa. Ví dụ đây mình có một chiếc Galaxy S3, các bạn thấy đây là màn hình khóa của mình. Mình có thể đặt được thời tiết này, có thể chỉnh nhạc ngay từ màn hình khóa này, có thể mở khóa này, tắt âm lượng này, chuyển camera. Nói chung là màn hình khóa của Android có quá nhiều thứ được bạn có thể tùy biến theo phong cách của mình. Hết sức là độc đáo, hết sức ấn tượng, không giống bất cứ ai. Đem lại sự tiện lợi chúng ta hơn rất nhiều so với Windows Phone 8 chỉ có một kiểu màn hình khóa duy nhất. Tiếp theo là đến màn hình home screen giao diện người dùng của chúng ta. Và màn hình home screen thì với Android thì chúng ta có thể đặt được hình nền, các bạn có thể thay đổi hình nền, trong đó nổi bật lên thì chúng ta có thể đặt được cái hình nền hình động live wallpaper. Các bạn có thể thấy đây là với chiếc Nexus 4 của mình, để hình nền một mặt hồ, khi chạm vào có hiện tượng gợn sóng rất là đẹp và ấn tượng. Còn với Windows Phone 8 thì nó không cho phép chúng ta đặt hình nền, chỉ có một màu đen duy nhất hoặc là màu trắng do các bạn thiết lập trong cái cài đặt của chúng ta, chỉ có đen và trắng mà thôi, vì thế nhìn lâu sẽ khá là nhàm chán. Tiếp theo với Windows Phone 8 thì nó có thể thay đổi có một điểm khá là ấn tượng, đó là với các lifestyle của nó. Các bạn có thể thấy là bên mục mọi người mình sẽ luôn cập nhật các thông tin mới nhất từ bạn bè. Ở đây mình có thể hiển thị lịch thời tiết cũng như là các thông tin khác. Một số ứng dụng hỗ trợ lifestyle này sẽ luôn hoạt động trên màn hình home screen của các bạn, làm cho máy cảm giác rất là sinh động. Còn với Android thì bên cạnh đó lại nó có điểm nét riêng, đó chính là widget. Các widget này của Android thì có thể sử dụng với rất nhiều tính năng. Các bạn có thể sử dụng nó để trang trí màn hình home, các bạn có thể sử dụng nó để điều khiển các tính năng như là nhạc này, rồi xem phim, rồi các thứ khác. Ở đây ví dụ như là mình có một chiếc Galaxy S3, các bạn thấy đây, với Galaxy S3 của mình thì mình có widget thời tiết này, khi mà mình bấm vào mình có thể xem được thời tiết. Đây là mình sử dụng theo phong cách của Sony. Còn với Samsung thì dùng TouchWidget, ví dụ đây là widget gallery, mình có thể vuốt xem ảnh luôn và mình cũng không cần phải vào tận ứng dụng để mình xem. Hoặc là đây mình có widget lịch vân vân. Với Android thì có rất nhiều thứ để chúng ta tùy biến trên màn hình home screen, rất là thích. Còn với hệ điều hành Windows Phone 8 thì chúng ta sẽ có một số tính năng duy nhất, đó là chính là kích thước của các cái ô này, có 3 kích thước to, nhỏ và vừa phải. Sau đó hoặc là các bạn có thể đổi được màu của các cái ô này, các bạn có thể vào cài đặt sau đó biến đổi các màu khác nhau. Đó là những điều duy nhất có thể làm với Windows Phone 8. Tiếp theo thì mình sẽ nói về cái menu ứng dụng của chúng ta. Với Android thì nó sẽ có đây là màn hình home screen, thiết bị nặng vậy. Còn là tùy thuộc vào launcher các bạn sử dụng, một số launcher cài đặt trên Play Store thì không có home screen mà nó sẽ có chỉ là kênh ứng dụng. Ở đây thì sau đó các bạn bấm vào menu. Ở menu này các bạn thấy Android là hiển thị theo kiểu là chiều ngang, vuốt qua vuốt lại như thế này thì nó hiển thị rất nhiều ứng dụng. Còn với Windows Phone 8, đây là giao diện màn hình home screen, các bạn có thể lựa chọn các ứng dụng mình yêu thích và đưa nó ra màn hình home này, truy cập nhanh. Còn vuốt sang phải này, các bạn sẽ delete các ứng dụng mà các bạn cài đặt vào. Thì nếu như Android là kéo ngang thì Windows Phone 8 lại theo thiên hướng là kéo dọc. Như thế này thì Windows Phone 8 có vẻ như nó sẽ hiển thị được ít hơn ứng dụng so với chuyên điều hành Android. Các bạn thấy là Android lên một lần kéo các bạn hiển thị rất là nhiều chi chít. Thế nhưng mà với kiểu này thì với Windows Phone 8 các bạn cho có thể sử dụng để thấy thuận tiện hơn. Thuận tiện hơn là điểm nào? Ở đây mình sẽ thử cho các bạn xem. Mình vuốt như thế này thì các ứng dụng sẽ hiển thị theo chiều dọc. Mình muốn chọn ứng dụng nào mình có thể bấm rất nhanh, bấm rất là tiện lợi, mình không phải với tay. Còn với hệ điều hành Android do nó hiển thị theo kiểu chiều ngang như thế này, các ứng dụng hiển thị rất là nhiều. Chứ mình muốn chọn một cái ứng dụng, một ứng dụng ở góc này mình với tay lên rất là cao, hoặc là mình phải dùng hai tay, ứng dụng góc cuối thì mình phải với tay ra này, tức nghĩa là ngón tay của mình phải vươn ra, đặc biệt với những thiết bị màn hình
có kích thước lớn 5 inch hoặc 5,5 inch như Galaxy Note 2 chẳng hạn thì chúng ta phải với tay rất là khó chịu. Còn nếu bên là phone 8, bất kể bạn dùng điện thoại 3,5 inch hay kể cả là màn hình 4 inch thì các bạn vẫn có thể là dùng một tay lựa chọn ứng dụng rất là nhanh chóng, không cảm thấy khó khăn. Đây chính là điểm khác biệt của Windows Phone 8 với Android, khiến cho nó sử dụng dễ dàng hơn trong quá trình sử dụng của chúng ta. Đây, với Windows Phone 8, ứng dụng là bạn hay dùng, các bạn có thể ghim nó vào mục bắt đầu, người ta sử dụng rất là nhanh. Và các ứng dụng trên Windows Phone 8 thì nó hiển thị theo kiểu này, thì các bạn tìm lâu, các bạn có thể có phí tìm kiếm và tìm kiếm nhanh. Và trên Android, các bạn có thể dùng công cụ của Google Search ngay trong máy, các bạn có thể tìm ngay được tên ứng dụng. Tiếp theo là về cái kho ứng dụng của hai hệ điều hành này. Nếu nói về kho ứng dụng thì có thể nói là thật khó để có thể so sánh được Windows Phone 8 với Android. Hiện nay trên Android, như Google thông báo trên cái Nexus 4, cái hộp mà mình unbox nó ghi là 675.000 ứng dụng và nhiều hơn thế nữa. Còn với Windows Phone 8 hiện nay mình chưa cập nhật được cái thông số chi tiết, tuy nhiên thì ứng dụng của nó không có thể nào mà nhiều bằng được với Android. Thì mình sẽ đi đến cái kho ứng dụng của chúng ta. Trên hai thiết bị này chúng ta có thể cùng xem xét. Ở đây, cái mục Play Store và cửa hàng của Windows Phone 8 thì thực sự mà nói, nếu mà bạn nào đã từng dùng iOS, dùng Android rất hay vào ứng dụng của game chuyển sang Windows Phone 8, các bạn sẽ thấy đây là một điều hết sức là thất vọng. Còn nếu mà những ai mà dùng hai hệ điều hành kia nhưng mà ít khi dùng đến ứng dụng này, ít khi vào game, tức nghĩa là như kiểu các bạn mua về chỉ có nhắn tin nghe gọi ấy, và sử dụng các tính năng cơ bản thì các bạn đã thấy bình thường. Hoặc là những người ai mới bắt đầu sử dụng smartphone thì cũng không thấy quá nhiều vấn đề. Tuy nhiên với những người đòi hỏi cao hơn sẽ thấy không hài lòng với kho ứng dụng này cho lắm. Đầu tiên là nói về độ nhiều ứng dụng, một số người nói là nhiều quá thì cũng không dùng hết đúng. Nhưng mà với những gì người ta cần thì Windows Phone 8 vẫn chưa đáp ứng được nếu mà bạn đã chuyển từ Android sang. Thứ hai là về game. Game với Windows Phone 8 thực sự lúc này là gần như là cực kỳ là ít. Các bạn rất khó tìm được những game nổi bật nhất ở trên cái hệ điều Windows Phone 8 này. Ở đây mình sẽ vào mục xếp hạng cao nhất các bạn để xem, so sánh với cái mục top 10 của cái hệ điều hành Android của chúng ta. Ở đây các bạn thấy chúng ta được gặp một vài game dạng giải đố nhẹ như là When Spy Perry từ Disney xếp hạng cao nhất. Đây hầu hết là các game không được phổ biến cho lắm trên hệ điều hành Android cũng như các nền tảng khác. Với hệ điều hành Windows Phone 8 này thì các bạn rất khó tìm kiếm được game mới nhất hiện nay. Ở đây mình chỉ có game Advan 5, còn các phiên bản khác như Advan 6, Advan 7 lúc này chưa hề xuất hiện trên Windows Phone 8. Kể cả các game như là Wild Blood này, Need for Speed, Most Wanted, rồi Temple Run v.v. toàn những game rất là phổ biến nhưng mà đều chưa có trên cái nền tảng hệ điều hành này. Theo như một số thông tin cho biết thì trong năm 2013, hãng game Rock sẽ bắt đầu mới phát triển những game mới nhất trên Windows Phone 8. Còn hiện tại thì các bạn chấp nhận chơi các game rất là, nói chung là một là game cũ, hai là game thường khá là đắt. Các game trên cái cửa hàng Windows Phone 8 thường ra là rất là đắt. Hơn nữa là Windows Phone 8 rất khó để cài đặt các game Crack, ứng dụng Crack. Còn với Android các bạn chỉ cần download một file APK và copy vào máy và sử dụng. Nói chung là Android rất phù hợp với những ai là thích xài đồ chùa, là một cái thói quen của người dùng Việt Nam. Hơn nữa là các bạn nếu mà có nhu cầu sử dụng các game ứng dụng bản quyền với Android, có thể dễ dàng tìm kiếm và cài đặt được. Cybernet hiện nay cũng có cái dịch vụ cài đặt game ứng dụng bản quyền này, và các bạn có thể trả tiền bằng chính cái thẻ của mình. Còn với Windows Phone 8 hiện nay thì ở Việt Nam chưa có bất cứ cửa hàng di động nào triển khai cái dịch vụ cài đặt game ứng dụng bản quyền. Kể cả các bạn mua các sản phẩm chính hãng thì không được cài đặt game ứng dụng bản quyền trả phí. Vì thế nên đây là một hạn chế rất là nhiều đối với người dùng. Nếu như Windows Phone 8 đã cùng thời với Android và iOS thì chưa biết ai hơn ai, tức nghĩa là nói về độ nhiều ứng dụng cũng như là độ phổ biến của game. Tuy nhiên đấy là chuyện của tương lai chứ không phải là chuyện của hiện tại, và hiện tại đang xảy ra hoàn toàn khác. Vì vậy bạn sẽ hai sự lựa chọn: một là các bạn mua cái Windows Phone 8 chờ đợi khoảng 2 năm nữa cho game ứng dụng nó nhiều lên; hai là bây giờ các bạn có thể mua Android và tận hưởng rất nhiều những cái game ứng dụng thú vị dành cho hệ điều hành smartphone, có thể trải nghiệm những gì tốt nhất trên cái nền tảng hệ điều hành này. Còn với Windows Phone 8 thì bây giờ các bạn phải chấp nhận sống chung với lũ. Như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái phần đầu tiên so sánh về giao diện người dùng về kho ứng dụng hai nền tảng hệ điều hành này. Mình sẽ tạm dừng ở đây và tiếp theo phần 2 mình sẽ nói đến cái phần tổng kết và những cái một số cái yếu tố trong quá trình sử dụng của chúng ta rất quan trọng để lựa chọn Android hoặc là Windows Phone 8. Các bạn cảm thấy video này thực sự hữu ích, đừng quên like và share nó với bạn bè và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để theo dõi thông tin công nghệ khác của Cybernet. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Xin chào các bạn, ở phần 2 này thì mình sẽ tiến hành so sánh tiếp những cái tính năng, ví dụ như là các ứng dụng mặc định của hai hệ điều hành này. Đây là một trong những điểm mạnh của Windows Phone 8 vì các cái giao diện ứng dụng của máy thường rất là nhiều tính năng hay và độc đáo hơn hẳn so với Android cũng như iOS. Ví dụ như là mục mọi người, chúng ta có thể đồng bộ cả Facebook, cập nhật tin tức rất là nhanh. Mục ảnh của cho phép chúng ta có thể comment trực tiếp với ảnh bạn bè trên Facebook mà không cần phải cài phần mềm thứ ba vào. Chúng ta sẽ còn nói đến hệ thống thông báo notification là điểm mạnh nhất của hệ điều hành Android, cũng như là nói đến một số những cái hạn chế, khó khăn cũng như là cái điểm mạnh trong quá trình chúng ta sử dụng hai hệ điều hành này.